Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Diệu Trần ha. Và mình là Diệu Trần đây ạ. Và hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến quán cà phê Vườn Yên ở Đà Lạt ha. Đây là một trong những cái quán mà có một cái thiết kế rất là ấn tượng các bạn. Bây giờ mình sẽ vào đây ha. Và dẫn các bạn xem cùng mình ha. Và bây giờ mình vừa order xong đó, được các bạn có thể thấy được cái căn nhà phía trước đúng không ạ? Đây một căn nhà rất là cổ ha, phía trên nó cũng có một cái lầu ở phía trên ha. Rồi trước mặt mình đó là một cái order nước ha. Rồi bên này nữa đó là một cái thiết kế rất là độc đáo và mang phong cách của Nhật Bản ha. Đây đây là điểm mà dạng là rất là thu hút khách ở đây các bạn. Đó, ở dưới bên dưới thì sẽ có cầu thang từ bên đó xuống, rồi mình sẽ lên cái chỗ bên kia ha. Đó, nhìn rất là đẹp ha. Nói chung rất là đơn giản các bạn. Đó, ở phía bên đó là mình rất thích cái khung cảnh ở bên đó các bạn. Đó, các bạn thấy những cái chú cá không? Đó. Ok, và bây giờ mình sẽ đi chụp hình ha. Rồi, các bạn cùng tham quan với mình nha. Rồi, còn ở đây là một cái bàn, cái ghế để mình có thể sống ảo ở đây ha. Đó, rồi các bạn có thể phóng tầm nhìn ở xung quanh ha. Tại ở đây quán này cũng là một cái vị trí cao á, cho nên các bạn có thể nhìn thấy những cái nóc nhà ở bên cạnh ha. Và ở bên trong cái căn nhà này á thì người ta sẽ thiết kế như là một cái căn nhà truyền thống của Việt Nam ngày xưa hết các bạn. Đó thì từng những cái ngóc ngách rồi từng cái cánh cửa rồi những cái góc tủ rất là xưa cũ luôn ha. TV rồi kệ sách luôn, tất cả các thứ luôn ha. Thì bây giờ mình chỉ quay nhanh thôi, rồi chút nữa mình sẽ quay lại cái khúc này để cho các bạn cùng xem nha. Thì cái quán này các bạn thì cách thành phố Đà Lạt khoảng 15 đến 20 phút mình đi xe gắn máy ha. Thì mình sẽ không đọc địa chỉ nha. Hiện nay thì các bạn có thể là sử dụng Google Maps ha. Bạn có thể tìm và đánh cái tên là Vườn Yên, cà phê Vườn Yên ở Đà Lạt thì các bạn có thể đi một cách rất là dễ dàng ha. Thì ở đây có những cái sân vườn ha, rất là đẹp. Tuy nhỏ thôi các bạn nhưng mà từng góc người ta sẽ bố trí rất là chất lượng để cho các bạn có thể sống ảo vô tư luôn ha. Đó. Và mình rất thích cái phía căn nhà bên phong cách Nhật Bản ha. Và bây giờ mình sẽ đi lên phía bên đó và sẽ cho các bạn cùng xem nó như thế nào ha. Đó, từ ở đây thì mình có thể phóng tầm nhìn qua phía xung quanh ha. Rồi mình đến khu vực mà hot nhất ở đây để mình chụp hình đây. Ok. Thì nước uống ở đây các bạn thì cũng khá là rẻ ha. Thì dao động từ khoảng 30 đến là 60 ngàn thôi ha. Thì mình với bạn mình thì hai người thì uống khoảng 75 ngàn thì phải đó, có như đó thôi. Nhưng mà thức uống thì cũng rất là ngon các bạn, người ta cũng pha rất là ngon ha. Thì nói chung mình đến Đà Lạt thì đây là một cái nơi mà nói chung là cũng rất là hot đó các bạn, rất là hot tại vì cái thiết kế rất là độc đáo, mới lạ ha. Thì khi mà các bạn tới Đà Lạt thì cũng nên nên ghé ở cái nơi này ha. Tại vì mình cảm thấy cái không khí ở đây rất là thích các bạn. Từng cái thiết kế, từng cái phong cảnh rồi thức uống rồi mình có thể thư giãn ha. Thank you.
Đó, từng những cái cầu thang rồi những cái hoa như thế này ha, người ta làm rất là mang tính nghệ thuật ha các bạn. Và đây và đó cũng là cái lý do mà thu hút khách du lịch cũng như là đặc biệt là các bạn trẻ đến đây để mình chụp hình rất là nhiều ha. Và khi mình vào ở từ khi mình bước vào cửa của và từ khi mình bước vào cổng của cái quán này á, là mình nói chung là mình có một cái cảm giác rất là thích thú các bạn. Bởi vì đây là một cái phong cách rất là mới lạ đối với Việt Nam ha. Thì mới lạ thì đối với cái phong cách của Nhật Bản ha, còn một cái nét rất là mộc mạc, rất là giản dị thì cái căn nhà gỗ ở phía trên ha, đó là mang đậm tính chất của người Việt Nam nhà cổ hồi xưa ha. Đó thì các bạn có thể nhìn thấy là một cái thiết kế rất là đơn giản ha. Nói chung là nó không đến nỗi mà tốn kém á các bạn. Theo mình nghĩ là vậy, tại các bạn cũng có thể thấy là cái chất liệu rồi này kia thì nói chung cũng dạng là cũng bình dân á, nhưng mà người ta thiết kế rất có chủ tâm hết các bạn. Rồi bên cạnh đó thì người ta sẽ trồng thêm những cái hoa rồi những cái cây cảnh xung quanh rồi ở sân nữa ha. Và cái điều đặc biệt ở đây mình muốn để các bạn thấy đó chính là đây, các bạn nhìn xem ha, đây là một cái cảnh rất là quen thuộc cũng như rất là hot ha, rất là nổi tiếng. Tức là mình đã thấy các bạn check in ở nơi này rất là nhiều cái vị trí này ha. Đó, nó rất là hay ha, nó nhìn rất là chất luôn ha, show đẹp ha. Ok, và bây giờ mình sẽ đưa các bạn vào bên trong để xem kỹ hơn một xíu nha. Đây, các bạn có thể nhìn thấy một cái góc tủ rất là cũ kỹ không các bạn? Đó. Và ở bên phía bên phải, đó, đây là một cái nhà nhà vệ sinh ha. Rồi các bạn có thể là đi phía bên trong đó, các bạn có thể thấy rất nhiều là bàn ghế rồi những cái vật dụng như là những cái ngôi nhà cổ hồi xưa ha. Rất là nhiều thứ ha, nhưng mà được sơn lại rất là đẹp các bạn, rất là dễ thương ha. Và đây là một cái góc kệ sách để các bạn có thể đọc sách hoặc các bạn có thể để các bạn chụp hình hay này kia luôn ha. Đó, rất là hay. Thì ở phía bên trên gác á các bạn, nó cũng có một cái nơi để mình uống cà phê ha, nhưng mà mình không có lên đó ha. Rồi ở phía này nó cũng giống như là một cái góc phòng khách gì đó ha. Rồi rồi đó, và các bạn đây, đó là đây là cái cổng đó các bạn, và đây là cái chỗ mà mình order nước ha, rất là nhỏ nhắn và xinh xắn ha. Ok, đó các bạn có thể nhìn thấy được những cái góc ở đây rất là đẹp ha, và các bạn có thể chọn chụp ở bất cứ cái góc nào nó cũng rất là đẹp, lên hình rất là chất lượng luôn ha. Đó, cái hồ cá rồi cây mai rồi những cái sân vườn rất là nhỏ gọn và xinh xắn ha. Đây là cái nơi mà các bạn có thể đến để các bạn hòa mình vào thiên nhiên cũng như là thư giãn, rồi các bạn có thể chụp hình, rồi các bạn có thể đọc sách, rồi các bạn chỉ có thể là cũng chỉ ngồi để mình uống cà phê rồi mình tán gẫu với bạn bè của mình ở đây thôi ha. Đó, nhưng mà các bạn cũng biết là thời tiết Đà Lạt rất là mát mẻ ha.
cho nên người ta sẽ chuộng những cái quán cà phê như là không gian mở như thế này ha. Thì các bạn có thể nhìn ngắm được những cái thứ xung quanh của mình ha. Rồi bây giờ mình sẽ chụp một vài bức ảnh ở cái cánh cửa sổ như này ha, rất là dễ thương. Ok, và bây giờ mình sẽ đi ra bên ngoài để các bạn đó, rồi mình sẽ ra cái chỗ cái cổng để mình chụp hình ha. Đó, như các bạn thấy đây là một cái như là một cái căn nhà nhỏ thôi các bạn, thì người ta sẽ thiết kế để làm một cái quán cà phê rất là chất lượng và rất là xinh xắn như thế này ha. Đó, cái quán là tên là Vườn Yên hả các bạn. Rồi, ok. À, bye bye nha, bye bye nha. Và bây giờ mình phải đi về đây. Và các bạn đừng quên bấm subscribe cũng như là đăng ký cái kênh. See you later.